Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ Lại là mình đây Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái video Theo mình là nó Nhiều thông tin và quan trọng Mình sẽ nói nhanh một số chủ đề để anh em biết đâu anh em quan tâm Nhưng mà mình hy vọng Mình hy vọng là anh em sẽ đừng bỏ cắt Đừng có tua nhanh video này Bởi vì có thể nó sẽ giúp cho anh em nhận ra nhiều thứ Và có một cái nhìn tầm nhìn dài hạn về câu chuyện của Bitcoin và của toàn bộ thị trường tài chính nói chung trong một khoảng thời gian sắp tới À, có thể là chu kỳ của 1 hoặc hai năm mình thì uh, luôn luôn trong cái quá trình đầu tư của mình mình luôn luôn có một cái tầm nhìn dài hạn uh, vài năm vài năm là ít nhất có thể còn dài hơn ví dụ như đối với bitcoin đối với crypto thì có thể tầm nhìn của mình có thể mình nhìn rằng là chu kỳ phát triển tăng trưởng của bitcoin có thể là, là mình nhìn cái sự tiềm năng đi dài trong vòng 10 năm cơ nhưng mà 10 năm thì đó là câu chuyện của một con sóng dài nhưng đầu tư và đặc biệt mình là một trader mình là một trader cho nên là mình là thường xuyên đánh mua bán ở trong những nhịp sóng ngắn thì uh, mình sẽ quan tâm đến chu kỳ ngắn hơn ví dụ như là một vài năm và đặc biệt là hàng ngày thì mình vẫn giao dịch ngắn hạn. Cho nên đây là một cái góc nhìn đầu tiên nó là có cái tính xuất phát từ câu chuyện nó là nhìn dài nhưng để đánh ngắn, nhìn dài nhưng để đánh ngắn. Một điều nữa mình cũng phải nói đó là cái câu chuyện mà đưa ra một cái nhận định dài hạn về thị trường, đặc biệt trong một cái tình cảnh rằng là nền kinh tế đang có rất nhiều những cái dấu hiệu là đi vào suy thoái như hiện tại là một cái việc mà đối với cá nhân mình rất khó mình không có dám tự nhận rằng là mình là một chuyên gia kinh tế hay là mình một nhà nghiên cứu hay là một nhà phân tích kinh tế gì đó uy tín nổi tiếng và mình cũng nói luôn với anh em rằng là kể cả những cái người rất nổi tiếng chuyên gia tài chính những cái người có hàng chục năm kinh nghiệm ở trong thị trường thì có thể cùng một lúc như hiện tại họ vẫn nói nhiều điều khác nhau thậm chí là ngược nhau hoàn toàn về tương lai của thị trường tài chính và tương lai của crypto nói chung. Cho nên đây là một ý kiến hoàn toàn cá nhân. Tuy nhiên thì mình cũng phải thật là lưu ý đó là bên cạnh những cái góc nhìn cá nhân thì đây cũng là những câu chuyện mình tham khảo rất nhiều góc nhìn của các chuyên gia ở nhiều mảng. Có những người họ chuyên về tài chính, có những người họ chuyên về crypto, có những người họ chuyên về cả hai, có những người họ cũng chuyên về những cái yếu tố vĩ mô về chính trị, về về về, về, về chính trị, về chính sách của các quốc gia Mỹ và các quốc gia khác nói chung và vì thế thì tất nhiên không phải lời khuyên đầu tư nhưng hãy cố gắng anh em cũng phải hiểu rằng là đây là những cái mình làm chắt lọc mình đã nhận định mình đã tinh túy nó trở lại sau khoảng là một năm rưỡi làm video YouTube về chủ đề crypto và đầu tư crypto và cũng đi xăm soi các cái kênh cùng chủ đề khác thì mình cũng khá là tự hào bởi vì có vẻ như mình là một trong những YouTuber đầu tiên nói về cái câu chuyện là tình hình kinh tế vĩ mô đi kèm với câu chuyện đầu tư về crypto các kênh khác như chúng ta thấy hiện tại thì cách đây chỉ độ vài tháng thôi rất ít người người ta quan tâm đến thích trường vĩ mô nửa năm trước hoặc là kể cả một năm trước thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nhiều những kênh YouTube họ nói về vĩ mô nhưng mà rõ ràng thời điểm hiện tại thì gần như bất kỳ một kênh YouTube nào bất kỳ một kênh nào nói về crypto họ đều đã đưa ra những cái thông tin về về vĩ mô đi kèm với các các quyết định đầu tư nhưng mà mình cũng hy vọng rằng là anh em xem những cái video giải như thế của mình anh em có những cái so sánh rằng là nói chung các yếu tố vĩ mô ấy nó cần được phải hiểu và nhìn cách đa dạng một cách một cách cách toàn diện chứ nó sẽ không máy móc rằng là à DXY à lạm phát à chỉ số này chỉ số kia nó tác động trực tiếp đến giá đâu tình hình kinh tế vĩ mô nó là một khía cạnh rất là bao gồm nhiều mặt của một vấn đề thì đây cũng là một cái video mà mình khá là tâm huyết thì mình hy vọng là anh em nào đã ở trong kênh đủ lâu thì có thể chia sẻ cái video này đến nhiều người hơn. Còn nếu như bạn là một người mới vô tình lướt qua, thì thấy rằng là, à những cái kiến thức trong này nếu như mà các bạn thấy nó là một góc nhìn hay, thì đừng quên bỏ lại một cái subscribe, bật chuông theo dõi kênh, bởi vì video của mình sẽ còn nhiều những video dạng như này để chia sẻ cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ điểm lại một số những cái tình hình hiện tại mà chúng ta đang trải qua. Đó là gì? Chúng ta đang nhìn thấy và nghe rất nhiều người nói về câu chuyện là lạm phát. Lạm phát nó không chỉ xảy ra ở Mỹ, nó không chỉ xảy ra ở Châu Âu mà nó xảy ra ở toàn cầu những lý do tạo nên lạm phát thì nó rất đa dạng nhưng một trong những lý do mà rõ ràng nhất nhiều nhất đó là cái việc mà các quốc gia trong thời gian đại dịch họ in ra một số lượng tiền rất là lớn một số lượng tiền rất là lớn để họ hỗ trợ để họ gọi là uh, kích thích cái nền kinh tế của họ họ hỗ trợ người dân của họ một số tiền đột ngột được in ra mà một cách in ra tương đối không có tính toán nó khiến cho sau một khoảng thời gian thì giá của các sản phẩm giá của tất cả các chi phí trong cuộc sống nó buộc phải tăng lên bởi vì đồng tiền bị in ra nhiều quá thì nó phải mất giá mất giá thì nó sẽ chính là cái câu chuyện nói về lạm phát đấy và khi nó mất giá như vậy thì nó đẩy đến một những cái câu chuyện khác tệ hơn đó là nó làm cho nền kinh tế nói chung hoạt động không còn hiệu quả nó làm cho cuộc sống của người dân nói chung không còn dễ chịu nữa khi mà chúng ta các mặt hàng thì cứ tăng giá tăng giá xăng dầu chi phí ở chi phí thực phẩm tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều tăng giá nhưng cái mức thu nhập cái lương của người lao động không tăng lên kịp thì tất nhiên nó sẽ làm cho cái cuộc sống của người dân nó bị ảnh hưởng theo một cách tệ hơn và khi mà người ta sống khổ hơn khi mà người ta uh, tệ hơn thì người ta sẽ phải giảm đi các chi tiêu mà khi người ta giảm đi các chi tiêu các cái việc mua bán thì lợi nhuận tình kinh doanh của các doanh nghiệp về cơ bản nó cũng sẽ bị kém đi và khi nó thứ bị nó kém đi thì nó sẽ khiến đến giá trị của các công ty đặc biệt các công ty trên sàn các công ty lớn nó giảm <laughs> và khi nó giảm như thế thì nó dẫn đến câu chuyện là các cái đầu tư đầu tư thì thông thường phần lớn mà người đầu tư vào bất động sản đầu tư vào chứng khoán đầu tư vào crypto hay các kênh đầu tư nói chung thì đều chỉ hưởng lợi nhiều nhất khi mà thị trường đi lên thôi phần lớn là nó ra như vậy và khi mà cái giá chứng khoán nó giảm, khi mà giá của bất động sản nó giảm, hay crypto nó giảm thì nó dẫn đến câu chuyện là người ta bị lỗ. Và người ta cuộc sống của người ta đã khó khăn rồi, các kênh đầu tư của họ lại bị lỗ. Thì khó khăn nó càng chồng lên khó khăn. Và không phải chỉ người ta đầu tư bằng tiền nhàn rỗi mà phần lớn đầu tư những nhà đầu tư nhỏ lẻ hay thậm chí là kể cả các công ty đầu tư các quỹ lớn, họ cũng đầu tư bằng đòn bẩy. Đòn bẩy tức là họ đầu tư bằng số tiền nhiều hơn số tiền họ có, họ phải đi vay để đầu tư và khi mà các khoản đầu tư vào đoàn bẩy nó bị giảm và lãi suất thì nó lại tăng lên thì nó khiến cho cái hành vi họ buộc phải bán, họ buộc phải bán các cái khoản hoặc là buộc phải chốt lỗ một cách bắt buộc để mà dừng cái lỗ nó lại hoặc là bị thanh lý bởi vì là chạm vào cái vùng margin call. Những cái đó nó lại càng khiến cho thị trường nó đã giảm lại càng thêm giảm bởi vì những cái khối lượng bán như thế. Thế là mình nói một cách dễ hiểu nhé, để cho anh em mình hiểu một cách nôm na là nó là như vậy. Và vì thế thì cái câu chuyện kiểm soát lạm phát, tất cả mọi thứ nó là cái gốc và tại sao chúng ta đang nghe thấy rất nhiều ở Mỹ hay ở các quốc gia khác họ đều đang nói đến câu chuyện là phải kiểm soát được lạm phát, phải kéo được cái lạm phát thấp xuống để cho nguồn gốc của những cái vấn đề bất ổn nó được xử lý. Thì à, đây là một cái biểu đồ cung tiền M1, biểu đồ cung tiền M1. Biểu đồ cung tiền này thường là được các chuyên gia họ sử dụng để mà đánh giá rằng là số lượng tiền đang lưu thông trong một quốc gia đây là biểu đồ cung tiền M1 của Mỹ của Mỹ mọi người nhé và các quốc gia khác thì thông thường nó cũng sẽ bám theo rất là sát cái biểu đồ cung tiền của Mỹ bởi vì biểu đồ cung tiền là nó ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền mà nếu như các quốc gia khác không điều chỉnh điều chỉnh theo thì cái tỷ giá tiền Mỹ và cái tiền nội tệ đó nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề và chúng ta thấy rằng là phần lớn các cái um, tỷ giá nó vẫn đang chạy theo đồng đô thậm chí đồng đô lại còn tăng mạnh hơn có nghĩa là đồng đô hiện tại nó còn giữ giá trị hơn tức là lượng tiền mình nói một cách nôm na có thể rằng là lượng tiền của Mỹ nó đã nhiều rồi nhưng ở các quốc gia khác nó cũng rất nhiều và thậm chí có thể là còn nhiều hơn như vậy khiến cho cái giá trị tổng tiền các nước khác nó còn giảm đi khiến cho DXI nó tăng ở trong giai đoạn vừa rồi thì đây là cái biểu đồ cung tiền và mọi người sẽ nhìn thấy rằng là suốt trong giai đoạn từ thời điểm cái biểu đồ này có từ trước năm 1980 cho đến thời điểm năm 2020 2020 nơi cái đường vòng màu xám xám này này nó thể hiện là đại dịch đấy mọi người thì mọi người thấy đúng không ạ nó sẽ tăng theo một cái đường lũy lũy tiền cũng tăng nhưng không tăng quá cái gớm và chúng ta và rất nhiều người không tin đúng không rất nhiều người không tin rằng là tại sao chỉ một cái đại dịch mà lại có một cái cú tăng lên gấp như vậy à, đâu đó cái con số ở vùng 2020 trong giai đoạn đại dịch bắt đầu nó chỉ khoảng 4.000 tỷ đô m1 000 tỷ và thời điểm hiện tại đỉnh cao nhất thì đã có lúc nó lên đến 20 20,5.000 tỷ, tức là nó gấp bao nhiêu? Nó gấp uh, 5 lần, nó gấp 5 lần cái thời điểm năm 2020. Chỉ trong vòng có hơn 1 năm hoặc là nếu mà nói chúng ta nói chính xác là đến tháng 4 năm 22, chỉ trong vòng có khoảng 2 năm mà chúng ta in ra một cái lượng tiền 80% cái lượng tiền của Mỹ không phải chúng ta, 80% cái lượng tiền nước Mỹ in ra nó đến chỉ trong vòng có 2 năm vừa rồi và chỉ nhìn vào cái này tôi chúng ta sẽ thấy ngay rằng là làm sao mà sẽ không có hậu quả được làm sao mà không có bất ổn được bây giờ nó mới làm cái hậu quả cái chính của chúng ta quan tâm hậu quả nó đến rồi và chúng ta mới câu hỏi rằng là vậy hậu quả nó sẽ gây gớm đến mức như thế nào và chúng ta nên làm gì về những cái công việc đầu tư thì tất cả những cái vùng xám xám mọi người nhìn thấy đó là những cái giai đoạn suy thoái của nước Mỹ và trong suy thoái thì mọi người nhìn thấy rằng là nói chung về dài hạn chúng ta chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy đây là một cái biểu đồ đi xuống tức là tiền nó càng ngày càng in ra nhiều tiền nó càng ngày càng in ra nhiều một trong những cái cách thức để kiểm soát lạm phát trong suy thoái đó là phải hút bớt tiền về và nâng lãi suất hút bớt tiền về trong nền kinh tế trong lưu thông kinh tế và nâng lãi suất thì đấy là vì lý thuyết nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất rõ rằng là nếu như câu chuyện là lạm uh, suy thoái đến lạm phát tăng thì hút tiền về thì trong những giai đoạn mà suy thoái như thế này thì nó phải có cái câu chuyện giảm về tiền đi chứ đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ nhẹ. Nó có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ nhẹ. Nhưng về sau đó về nôm na sau khi kết thúc cái suy thoái thì lượng tiền nó vẫn tiếp tục được in ra và nó vẫn cứ tiếp tục tăng. Thế thì, thì mình cũng nghĩ rằng là vậy thì ok. Trong cái um, trong 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 cái tương lai chúng ta có thể chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là không phải ở mức hai mấy nghìn nữa bởi vì chúng ta không thể in thêm tiền nữa rồi. Và nó sẽ giảm đi thôi. Cái số, cái số tiền M1 nó sẽ giảm đi thôi. Nhưng liệu nó có về được cái vùng nơi bắt đầu hay không? Đúng không? Thì mình đoán khả năng đấy là 99% là nó không về được. Tức là tiền thì nó sẽ vẫn cứ in và nó sẽ vẫn cứ nhiều ở ngoài nhưng không thể rút bịch một cái được. Bởi vì tiền lúc này nó đang nằm ở những nơi không còn thông minh nữa. Lúc in ra thì nó rơi vào tay những người không thông minh, mỗi người mà ít. Bây giờ nó cụm lại, nó trụm lại rồi thì những cái người đáng lẽ trước đó được cầm tiền. Nhưng bây giờ tiền nó thuộc về tay những người thông minh hơn, những 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 đội, những gọi là tập đoàn hay những tài phiệt hay những cái nhóm lợi ích mà họ đều leo lái được nền kinh tế họ nhận ra được nhiều thứ tiền nó tập trung ở trong tay đó rồi nó trở thành tài sản trước đây thời điểm in tiền ra nó là tài sản của đại đa số bây giờ tiền nó đang nằm và nó là tài sản của thiểu số và không thể nào lấy từ đó một cách ồ ạt lấy ra được bởi vì lấy thì nó sẽ lấy của cả những cái người ở cái vị trí một này là những cái người mà trước đó có nhiều tiền à quên là, là những người mà trước đó là không thông minh nhưng mà có tiền bây giờ nếu lấy mà họ buộc họ phải trả đi thì sẽ phải lấy thì cái nhóm này rất nhiều còn nhóm thiểu số họ có thể à ừ ok họ sẽ có thể là là phải nhả ra một ít phải đưa ra một ít bằng theo một cách nào đó nhưng sẽ không thể nào mà đòi hỏi rằng là lấy trở về vùng như này được đó là cái câu chuyện đầu tiên về câu chuyện tiền và chúng ta cũng sẽ thấy mình sẽ có những cái video nói chi tiết hơn về câu chuyện rằng là tiền của Mỹ in ra như thế nào và cách xử lý của tài khóa của Mỹ trong các câu chuyện khủng hoảng nhé cái đó là một chủ đề dài Thế nhưng mình muốn nói với mọi người đó là mọi người thấy rằng là về cơ bản thì tiền nó sẽ vẫn cứ ngày một ngày một nhiều lên ngày một ngày một nhiều lên đó à, và nó có thể giảm đi nhưng nó sẽ không thể giảm về được cái vị trí cũ trước một cuộc khủng hoảng nó có thể giảm bây giờ câu chuyện nó giảm nhiều hay giảm ít thì nó sẽ dẫn câu chuyện rằng là nền kinh tế và sức chịu đựng của một quốc gia đến đâu khi mà rút nhiều quá khi mà lãi suất tăng cao quá khiến đổ vỡ một cách ghê gớm thì nó ngoài câu chuyện về tiền nó liên quan đến câu chuyện về cuộc sống về sự gọi là là bình ổn của xã hội và một xã hội mà mọi người nhớ đúng không có những đất nước như là lạm phát đến 80% phần trăm như là thổ nhĩ kỳ argentina thì cuộc sống nó rất là bất ổn thậm chí người dân người ta có thể biểu tình người ta có thể đòi lật đổ cái chế độ đó người ta nghĩ rằng là à lỗi là không phải lỗi của chúng tôi mà lỗi là của các ông đứng đầu thì những quốc gia khác mỹ thì chắc là không đến hoàn cảnh đó nhưng họ cũng sẽ không đẩy bản thân mình cái chính phủ mỹ hiện tại nó cũng sẽ không đẩy bản thân họ rơi được vào một cái câu chuyện là khiến cho người dân quá là bức xúc. Vì thế thì bên cạnh về hút tiền thì nó sẽ đi nói đến câu chuyện về lãi suất. Lãi suất nó cũng sẽ không thể nào mà tăng quá cao được. Nói thì nói là như vậy nhưng mà đây là quá khứ của câu chuyện Fed Fund Rate. Fed Fund Rate chính là cái lãi suất liên ngân hàng của của nước Mỹ đấy. Và như chúng ta vừa nói có hai cách để giảm lạm phát, để kiểm soát lạm phát. Cách thứ nhất đó là hút tiền về. Chúng ta đã biết rằng là cũng sẽ không thể hút quá nhiều được. Cách thứ hai là phải nâng lạm, nâng lãi suất lên nâng lãi suất lên và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là liệu có thể nâng lên cao đến đâu đúng không thì đây là vẫn những vùng xám xám là những cái vùng mà suy thoái của nước mỹ à, suy thoái thì nó có diễn ra theo nhiều cách nhé có những cuộc suy thoái mà lạm phát nó rất cao thường là như thế phần trăm rất cao hình nếu như mình không dám nói một cách chẳng sẵn nhưng mà có lẽ phải đến bảy tám mươi hoặc thậm chí 90% mươi những cuộc lạm phát à, những cuộc suy thoái của nước mỹ nó đều đi kèm với câu chuyện là lạm phát rất là cao và chính vì thế thì trong mỗi một cái trong mỗi một cái cuộc suy thoái thì họ đều luôn phải nâng mọi người nhìn thấy trong trong trong, trong mỗi một cuộc suy thoái họ đều phải có cái dấu hiệu đó là nâng cái lãi suất lên nâng cái lãi suất lên nâng cái lãi suất lên đúng không đây thì có thể là giảm đi nhưng mà thực ra là vẫn nâng đấy đó chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ thấy là câu chuyện là nâng lãi suất lên để xử lý lạm phát tất nhiên có những cái nó giảm xuống trong quá trình đó bởi vì trước đó nó đã nâng lên rồi hoặc là đấy mọi người thấy nó đã, nó đã tăng rồi và nó phải giảm xuống Đấy, thì có thể có những cuộc suy thoái nó đến chậm hơn, có những cuộc suy thoái nó đến không đồng bộ. Nhưng phần lớn những câu chuyện chúng thấy rằng là họ nâng lãi suất và có thể đã có những thời điểm họ nâng lãi suất như trong quá khứ năm giai đoạn năm 80, 80, tám mấy cuộc suy thoái ấy, thì họ đã nâng lên đến hơn 20%, hơn 20% và chúng ta cũng nhìn thấy thôi mặc dù chúng ta nói rằng là Mỹ đang nâng lãi suất rồi nhưng mà từ mức 0% để hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn hậu khủng hoảng hiện tại nâng lên mức là hơn 3% đúng không hơn 3% thì nó vẫn còn rất thấp nó vẫn còn rất thấp so với cái mặt bằng chung so với cái mặt bằng chung của đây mình sẽ làm một cái đường ngang này mọi người thấy nó vẫn còn rất thấp so với cái mặt bằng chung của những cái câu chuyện nâng lãi suất trong các cuộc suy thoái trong quá khứ vậy có nghĩa rằng là Mỹ họ có thể nâng lãi suất lên cao hơn nữa hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái kịch bản của các chuyên gia họ nói rằng là Mỹ có thể nâng lãi suất lên đến 4,5 4,75% có người nói là 5% và liệu có thể cao hơn hay không thì chỉ trong cái tình hình kinh tế mỗi lần nó sẽ có một kiểu mình luôn nói là ai cũng muốn nâng cao lên cho nhanh hết lạm phát nhưng mà nó ảnh hưởng đến những điều khác nó hệ lụy thì cái việc nâng này nó sẽ có cái giới hạn à đại bộ phận những chuyên gia chung họ đang nói đến câu chuyện là con số 5%. Thì 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 thì, thì bây giờ nếu nâng lên 5% mà lạm phát của Mỹ hiện tại đang là mức 8, mấy phần trăm, 83, 84 gì đó. Đây, đây là cái câu chuyện là lạm phát Mỹ tính theo chỉ số CPI mọi người nhé Thì hiện tại đang 6,3 bởi vì là CPI nhưng mà nếu mà câu chuyện là à lạm phát nói chung ấy thì nó cao hơn 8, mấy, 8, mấy đấy. Chúng ta hay làm trong các buổi livestream đấy thì câu chuyện đó là việc mà nâng cái lãi suất này không nâng cao lên bao nhiêu như mình muốn được chỉ nâng đến một mức độ thôi bốn mấy hoặc là năm hoặc là hơn năm một tí thì nó có kéo được cái mức lạm phát về hai phần trăm được hay không con số hai phần trăm là gì hai phần trăm là con số đây là cái chỉ số về CPI mọi người nhé chứ không phải là chỉ số lạm phát chung nhé nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đó là một cái câu chuyện có thể nhiều câu chuyện để nói trong cái bức tranh này rồi um nói về cái con số 2% lạm phát đó là một cái mức lạm phát mong muốn của chính phủ Mỹ họ tính toán bằng nhiều cách họ nói rằng là 2% chính là một cái mức lạm phát giúp cho nền kinh tế Mỹ nó vẫn phát triển và tăng trưởng nó vẫn phát triển và tăng trưởng một cách bền vững không có ảnh hưởng gì nhiều đến người dân không có ảnh hưởng gì nhiều đến nền kinh tế hiện tại chúng ta đang mức lạm phát là 8, 8,3 hay 8,5 hay 8,7 thì đó nói chung là loanh quanh con số hơn 8 một chút thì mọi người biết rằng là nó cách cái con số 2% rất xa Bây giờ nói về câu chuyện lạm phát, phía trước thì chúng ta nói về câu chuyện rằng là 5% lãi suất là mức maximum mà Mỹ có thể nâng được trong năm 2023. Trong năm 2023. Và đi thêm một bước nữa đó là các chuyên gia họ nói rằng là có thể rằng là Mỹ sẽ phải chấp nhận một điều đó là không thể đưa lạm phát về 2% được. Và Mỹ phải chấp nhận một điều đó là gì? Giữ một cái mức lạm lạm phát cao trong một khoảng thời gian dài. Lạm phát đó có thể nó sẽ chỉ là năm à, 4% 5% hoặc là 6%. Và cái hành trình đưa lạm phát trở về 2% nó là một hành trình dài, nó là một hành trình từ năm 2023 và nó có thể kéo dài đến 24, thậm chí là 25 và nước Mỹ bắt buộc phải chấp nhận cái điều đó. Nước Mỹ cũng tương ứng với cả các nước khác thôi bởi vì nhiều nước hiện tại tình trạng nó còn tệ hơn. Nước Mỹ họ còn đang có một cái câu chuyện thất nghiệp còn thấp lượng lao động của họ rồi, rồi nhiều thứ khác họ có thể rằng là kiểm soát cái lạm phát một cách từ từ hạ cánh nó nhẹ nhẹ nhưng nhiều nước thì đã tệ hơn rất nhiều rồi cho nên mình đang nói đây là nước mỹ tức là trong kịch bản tốt đấy và cho họ phải chấp nhận cái việc rằng là lãi suất không nâng lên được cao dòng tiền không hút về được nhiều chính vì thế lạm phát nó sẽ vẫn giữ ở mức cao và với cái câu chuyện lạm phát ở mức cao như thế có thể là năm phần trăm có thể là 6% phần trăm như thế thì nó dẫn đến cái câu chuyện gì? Nó dẫn đến cái câu chuyện bên cạnh những cái khó khăn của người dân, bên cạnh những cái người dân phải giảm tiêu dùng đi đủ mọi thứ thì nó còn dẫn đến những cái câu chuyện đó là gọi là cái cái cái, cái rủi ro và cái mức lợi nhuận mà các doanh nghiệp phải đạt được để có lợi nhuận. Ngày xưa ví dụ như là à, lạm phát ở chỉ mức trăm à, gọi là cái phép uh, Fund rate là trăm thì các doanh nghiệp Mỹ có khi chỉ cần có phần trăm lợi nhuận một năm thì họ đã có lãi rồi nhưng vì bây giờ là lãi suất thì nâng lên lạm phát thì có nữa thì cái câu chuyện họ phải đạt được một cái mức lợi nhuận cao để mà có lãi cho doanh nghiệp là phải tăng lên mà trong một cái tình huống như thế thì rất là khó và vì thế thì người ta mới đánh giá rằng là chứng khoán Mỹ nói chung chứng khoán Mỹ nói chung thì sẽ không tăng trưởng được ít nhất trong năm sau và năm sau nữa đấy là chứng khoán Mỹ tức là rất khó quay trở lại đỉnh cũ nó có thể có những cái nhịp hồi phục nó có thể có những cái nhịp giảm sâu nhưng về cơ bản thì nó rất là khó để mà quay trở lại đỉnh cũ sớm trong năm 23 và thậm chí có những người nói là 24 chưa chắc đã quay được trở lại cái này đồng thuận của rất nhiều các chuyên gia của rất nhiều các cao thủ về tài chính kinh tế Thế chúng ta nói về chứng khoán Mỹ chúng ta hay nói về chỉ số S&P 500 S&P 500 là là cái tính toán dựa trên 500 doanh nghiệp lớn nhất ấy khi mà giá 500 doanh nghiệp mà tăng thì lại bị 500 tăng mà và ngược lại đấy. Người mình sẽ nói thêm một chút về cái câu chuyện là 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 lạm phát và gọi là cái câu chuyện về về giá CPI này một chút. Về cơ bản thì chúng ta nói với nhau rằng là nước Mỹ hiện tại à hiện tại thì chúng ta đã nói với nhau rằng là lạm phát có vẻ như nó đã chạm đỉnh rồi, nó đã chạm đỉnh rồi. Nó có tăng tiếp lên hay không thì không ai biết, không ai dám nói, nhưng dựa trên nhiều yếu tố thì người ta nói rằng là lạm phát nó đã chạm đỉnh. Còn chỉ câu chuyện bây giờ là nó đi ngang hay nó xuống nhanh đột ngột hay nó xuống từ từ đó. thì chúng ta đã có một cái kim chỉ nam của nhiều chuyên gia họ nói rằng là lạm phát bây xuống từ từ Thế thì khi mà lạm phát xuống từ từ thì nó mới nói đến câu chuyện về về kinh tế đúng không về về S&P 500 mà mình vừa nói ở trong các cái giai đoạn suy thoái S&P 500 đều giảm rất là sốc à, đây là một cái biểu đồ đây là một cái biểu đồ về S&P 500 đó và cái biểu đồ này nó đã được tính toán để mà điều chỉnh dựa trên lạm phát rồi đấy nếu mà xóa đi thì, thì nó sẽ hơi khác một chút nhưng mà mình thấy là nên điều chỉnh theo lạm phát để cho nó phù hợp hơn và nó đang tính từ năm 1928 không biết là nó đã kịch kim chưa chắc là thị trường chứng khoán Mỹ nó hình thành từ 1928 à đó cho đến thời điểm hiện tại à, và mọi người nhìn thấy ở trên này mọi người nhìn thấy những câu chuyện trồi sụt trồi sụt đúng không về cơ bản đây lại một lần nữa nói nói chung là về cơ bản thì tiền còn in ra mà nền kinh tế còn tiến lên thì các chỉ số nó đi lên giá chứng khoán hay là giá tất cả mọi thứ sẽ tăng lên thôi nó phải tăng lên bởi vì, vì tiền càng ngày càng nhiều lên mà thì ngày, càng ngày nhiều lên thì những cái thứ đối diện đối được với tiền nó cũng phải tăng lên theo nó cũng phải tăng lên theo cho nên là về cơ bản em sẽ biết rằng là chứng khoán thì nó sẽ đi lên bất động sản thì nó sẽ đi lên nên còn không biết là crypto thì nó có đi lên hay không cá nhân mình thì mình vẫn tin là chỉ cần crypto nó còn sống thì nó còn lên 20.000 rồi thì rồi nó sẽ lại lên 69.000 rồi nó sẽ lại lên những con số cao hơn thôi nhưng mà chỉ có chuyện đó là bao giờ nó lên thôi thì đây là một cái câu chuyện mọi người nhìn thấy mặc dù nó lên nhưng không phải nó không bao giờ nó giảm nhá thậm chí nó có những lúc nó giảm rất sâu và nó đi ngang rất lâu rồi nó mới tăng tiếp đấy và mặc dù chúng ta nói rằng là Mỹ là một đất nước siêu cường nền kinh tế đứng đầu thế giới trong biết bao nhiêu năm nay dẫn dắt cả nền kinh tế thế giới thì nó vẫn cứ có những cú giảm là chuyện bình thường thậm chí giảm rất sâu mọi người nhìn thấy đây là ở vùng mốc khoảng tầm 2.600 điểm và nó sẵn sàng nó giảm về mốc chỉ còn khoảng 1.300 điểm tức là chia đôi đây là ở mốc khoảng 2.200 điểm và nó sẵn sàng nó giảm về mốc 1.000 tức là nó chia đôi và thế thì chúng ta liệu đã chia đôi chưa chúng ta hiện tại là đỉnh điểm S&P 500 là khoảng 5.000 và bây giờ chúng ta đang mới về có 3.600 đấy khoảng 3.600 tức là chưa chia đôi đâu nó phải về được 2.500 nó mới chia đôi ở trong quá khứ thì rất nhiều những cuộc suy thoái nó khiến cho S&P 500 giảm chia đôi là bình thường đấy và ví dụ như đây đây là con số khoảng tầm 900 thì nó sẵn sàng nó về đáy khoảng tầm dưới 500 chỗ này khoảng 300 tức là không chỉ chia đôi đâu nó còn có thể chia ba thôi nhé và chúng ta thì mới giảm có một khúc như này đấy và bây giờ mình sẽ bật cho mọi người xem thêm một cái là nó giảm có phải đúng ở trong suy thoái không đúng không và chúng ta thấy rằng là mọi cuộc suy thoái nó đều thường là kéo giá S&P giá cổ phiếu giảm đúng không dần phần lớn những cuộc suy thoái và chỉ khi kết thúc suy thoái thì S&P nó mới tăng trở lại tức là chứng khoán nó mới tăng trở lại đấy, mọi người nhìn thấy đúng không ạ, tất cả những màu xám nó đều đây duy nhất cái vùng ông này là là nó vẫn tăng nhẹ hôm nay thì giảm nhẹ còn phần lớn 99 phần trăm là cứ suy thoái là chúng ta chúng ta sẽ có cái câu chuyện là giảm S&P 500 nó giảm và thậm chí giảm sâu mọi người thấy rằng là tại sao đây nó chưa có vùng xám tại vì hiện tại là cái câu chuyện về suy thoái ấy, nó đang chưa được xác nhận ở Mỹ ở Mỹ thì ngày mọi khi rằng là cứ hai quý có cái tăng trưởng GDP âm đã xảy ra rồi đấy nhưng mà bây giờ nó thay đổi định nghĩa cho nên là họ chưa nói rằng là giai đoạn suy thoái thôi họ đang cố chấp họ nói rằng là cho đến khi nào mà thị trường lao động việc làm ấy thất nghiệp ấy, nó tăng lên ấy, thì lúc đó mới chính thức nó suy thoái câu chuyện thì vì họ thay đổi định nghĩa nên bây giờ nó không có vùng xám xám nên là mình không biết nhưng mà mình nghĩ rằng là vùng xám nó xảy ra rồi và cái việc mà S&P 500 nó giảm nó đã giảm rồi câu chuyện bây giờ là nó giảm đến đâu nó đã dừng giảm chưa thôi niềm tin như thế đúng không nó dừng giảm chưa thôi cái này thì nó là một câu chuyện khó bởi vì, vì bây giờ đang có hai phía có một phía họ rất là lạc quan về câu chuyện suy thoái lần này họ nói rằng là vì lãi suất thì cũng không đang tăng lên ghê gớm được vì um, tiền thì cũng không hút về được vì lạm phát thì đã có dấu hiệu là chạm đỉnh rồi và đang có dấu hiệu là giảm rồi thế thì dần 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 thì lạm phát nó sẽ giảm mọi thứ nó sẽ giảm cách cách nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng và thị trường đã giảm rất là sâu rồi đã rất là nhiều tiền đã bị mất đi rồi cho nên là cũng không giảm được thêm bao nhiêu nữa chẳng giảm được thêm nhiều nữa và có thể đây là đáy của toàn bộ thị trường rồi và mọi thứ nó chỉ có một là càng ngày càng tốt lên thôi càng ngày càng tốt lên thôi nhưng ở phía ngược lại thì có một nhóm nhóm này cũng đông và cũng rất nhiều chuyên gia mà nổi tiếng là thằng khác ấy. thậm chí rằng là hiện tại chúng ta biết rằng là uh, Warren Buffett hay là Elon Musk hay là một số những cái người làm kinh doanh giàu có top thế giới họ đã nói rằng là suy thoái lần này là gây gớm đấy là kinh khủng đấy chứ không phải đùa đâu thì cái nhóm đó họ nói rằng là nói chung về cơ bản chứng khoán Mỹ sẽ còn giảm thêm và thậm chí giảm rất sâu chưa phải là đáy đâu bạn chọn tin về bên nào Ở thông tin thì nó đa chiều như thế và luôn luôn có hai nhóm bây giờ lúc mình đưa nhận định cá nhân thì cá nhân mình thì mình tin rằng là chứng khoán Mỹ nó vẫn còn cao nó vẫn còn có thể giảm hơn được nữa tối thiểu nó có thể giảm về vùng bắt đầu của của lúc in tiền tháng 3 năm 2020 đúng không Covid xảy ra đại dịch và nó đâu đó nó khoảng đoạn này này nó có thể giảm thêm về đây chứ ít nhất là nó quay về nó xuất phát thông thường thì trong suy thoái thì đâu có phải là nó nó không làm được việc ấy đâu ờ, ừ, đây mọi người thấy rằng là giá nó tăng lên này nhưng mà rồi nó rất ảnh có thể sâu hơn cả đáy cũ đúng không giá nó tăng lên này trong cả một quá trình nền kinh tế mỹ các kiểu tăng lên này và cuối cùng là nền kinh tế khi mà lạm phát nó xảy ra cao nó có thể kéo về rất rất sâu vùng đáy cũ đây đây thì gần như là vùng bắt đầu rồi còn gì nữa đúng không cho nên chúng ta hoàn toàn có thể về vùng này vùng ba nghìn thậm chí nó có thể về sâu hơn thì mình thiên về hướng rằng là những người họ làm kinh doanh những người họ cũng rất là có tên tuổi trong nền kinh tế họ nói rằng là còn có thể giảm và giảm và những cái đám đó thì toàn là ông uy tín cả thì mình nghĩ là những cái suy nghĩ được nó chuẩn hơn thế còn những cái ông mà cứ nói rằng là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi rồi sẽ ổn thôi thì có khi họ là bị ảnh hưởng bởi một bên thứ ba bên thứ ba nào đó muốn họ đưa ra những cái nhận định như vậy để cho người nhà đầu tư không bán tháo không sợ hãi hoặc để cho nền kinh tế tình hình tại tại gọi là xã hội chính trị xã hội nó không quá bất ổn một cách đột ngột thì mình nghĩ là có thể như vậy mình sẽ bật thêm để cho mọi người nhìn thấy về logarit logarit thì nó làm cho câu chuyện còn rõ hơn nữa lúc nãy là chúng ta nhìn về câu chuyện là nó giảm theo tỷ tỷ lệ điểm nhé nhưng nếu như logarit thì nó đưa cho mọi người câu chuyện đó là cái lượng giảm đó nó sẽ là bằng nhau theo phần trăm. Thì anh em mà nào muốn hiểu sâu về cái đó thì search chứ bây giờ mình quá bắt mình giải thích thì thì rất là mệt. Thì để cho mọi người nhìn thấy rằng là trong cái 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 cái, cái mức độ giảm nó phải bằng nhau tức là trong một cuộc suy thoái nó khiến cho đây mọi người nhìn thấy. Nếu mà tính theo logarith trong những cuộc suy thoái nó có thể có những cột rất là sâu giảm rất là sâu giảm rất là sâu đây. Trong một cuộc suy thoái nó có thể có những cột rất là sâu và các cái cột này các cái cột này theo tỷ lệ phần trăm là nó bằng nhau thì mọi người nhìn thấy là nếu chúng ta đang suy thoái thì cái cột này của chúng ta còn ngắn lắm rất là ngắn chúng ta hoàn toàn có thể có những cái cột về độ dài nó phải bằng cột này 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 hoàn toàn có thể cái cột này hiện tại đang là cái cột ngắn nhất tức là nó giảm chưa có sâu đâu nó giảm và nó hoàn toàn có thể giảm thêm nữa nếu như chúng ta nhìn vào quá khứ đấy lý do tại sao mà mình vừa nói là có nhiều ông rất là chuyên gia ông ấy đưa ra những kịch bản rất xấu về về kinh tế thế giới và kinh tế của của Mỹ nói chung đấy, nói riêng ấy. Cho nên đây là một vấn đề. Tại sao mình nói quá nhiều đến cái câu chuyện là uh, mp 500 bởi vì là đưa mọi người đến tiếp một cái chỉ số nữa. <laughs>